Tiếp nối chủ đề về tầm ảnh hưởng của ứng dụng ChatGPT tại Tuyên Quang, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng báo Tuyên Quang đã tổ chức buổi hội thảo ChatGPT với báo chí truyền thông, cơ hội và thách thức. Hội thảo đã thu hút được nhiều báo cáo tham luận từ các chuyên gia là các nhà báo, các nhà quản lý báo chí truyền thông. Đội ngũ sản xuất chương trình HTV Cà Phê Tech Cuộc Sống Tương Lai thuộc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tham dự và có phần chia sẻ về trải nghiệm sản xuất phóng sự đặc biệt được viết bởi AI lần đầu tiên phát sóng, thu hút sự quan tâm và trao đổi từ các chuyên gia quản lý truyền thông cùng các nhà báo tham dự. Bên cạnh những tiện ích khó có thể phủ định từ ứng dụng ChatGPT, thì bài toán cơ bản vẫn hiện hữu là làm thế nào để kiểm soát, khẳng định được tính đúng sai khi khai thác thông tin, dữ liệu từ ChatGPT, vấn đề về bản quyền, đạo đức của người làm báo, nguy cơ lộ đề tài, ý tưởng, dữ liệu cá nhân vẫn là những thách thức lớn đối với ngành báo chí truyền thông trong công cuộc khai thác tài nguyên dữ liệu số.